Luật đầu tư đang có giá trị áp dụng hiện nay là Luật Đầu tư năm 2020. Đây là đạo luật nền tảng cho các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Cùng Luật Việt Nam review những điểm nổi bật đáng chú ý của luật này để đảm bảo rằng bạn đang và sẽ đầu tư, kinh doanh một cách hợp pháp. 8 hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm. Theo Điều 6 của luật, có tất cả 8 hoạt động đầu tư kinh doanh bị cấm tại Việt Nam gồm kinh doanh các chất ma túy, kinh doanh các loại hóa chất khoáng vật, kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên, mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp quý hiếm có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên, kinh doanh mại dâm, mua bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người, hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người, kinh doanh pháo nổ, kinh doanh dịch vụ đòi nợ. So với quy định trước đây tại Luật Đầu tư 2014, có thêm 2 nhóm ngành nghề đã bị cấm đầu tư, kinh doanh, bao gồm kinh doanh pháo nổ và kinh doanh dịch vụ đòi nợ thuê. Những người làm kinh doanh cần hết sức lưu ý quy định tránh đầu tư vào các ngành nghề bị cấm, bởi khi đó, thứ mà bạn phải trả giá không chỉ bằng tiền mặt. Những ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Song song với các ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh, Luật Đầu tư 2020 cũng quy định một danh sách rất dài về các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, có nghĩa là nếu muốn kinh doanh các ngành nghề này, bạn phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Trong đó, có các ngành nghề phổ biến như sản xuất con dấu, kinh doanh dịch vụ cầm đồ, kinh doanh dịch vụ xoa bóp, hành nghề luật sư, hành nghề công chứng, kinh doanh dịch vụ kế toán, kiểm toán, kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số, kinh doanh rượu, kinh doanh bất động sản và nhiều ngành nghề khác. Nếu quan tâm, bạn có thể xem thêm tại phụ lục 4 của luật. Các ngành nghề và địa bàn được hưởng ưu đãi đầu tư. Đáng chú ý, Điều 16 của luật này quy định nhiều ngành nghề thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư, trong đó có hoạt động công nghệ cao, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, hoạt động nghiên cứu và phát triển, sản xuất các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ, theo quy định của pháp luật về khoa học và công nghệ. Sản xuất sản phẩm điện tử, sản phẩm cơ khí trọng điểm, máy nông nghiệp, ô tô, phụ tùng ô tô, đóng tàu, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin, phần mềm nội dung số, nuôi trồng chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản, trồng và bảo vệ rừng, làm muối, khai thác hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá, sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi, sản phẩm công nghệ sinh học, giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc, bảo quản thuốc, nghiên cứu khoa học về công nghệ bào chế, công nghệ sinh học để sản xuất các loại thuốc mới, sản xuất trang thiết bị y tế. Các địa bàn được ưu đãi đầu tư bao gồm địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. Theo khoản 1 điều 15 của luật, nếu đầu tư vào các ngành nghề địa bàn ưu đãi trên sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư dưới các hình thức: ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu, miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế. Và cuối cùng, các hình thức đầu tư được ghi nhận tại Luật Đầu tư 2020 gồm: thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp, thực hiện dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, các hình thức đầu tư, loại hình tổ chức kinh tế mới theo quy định của chính phủ. Trong đó, đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC là hợp tác giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trên đây là một số nội dung đáng chú ý của Luật Đầu tư 2020. Luật này đã bị sửa đổi, bổ sung lần 1 bởi Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2020. Trong đó, bổ sung ngành nghề môi giới bảo hiểm và dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Hiện, Luật Việt Nam đã có nội dung mix của Luật Đầu tư 2020, tổng hợp nội dung gốc còn hiệu lực và nội dung được sửa đổi bổ sung theo Luật Kinh doanh bảo hiểm. Vui lòng xem nội dung này trên website luatvietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Luật Việt Nam. Nếu muốn chúng tôi review về văn bản nào khác, vui lòng để lại bình luận ở phía dưới. Xin chào và hẹn gặp lại!